Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa Bắc Giang và Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang cho biết sau 3 năm hợp tác đã có 21 đề tài, dự án khoa học và công nghệ được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 95,3 tỷ đồng. Nhiều dự án như là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn lai, xây dựng vườn giống cam sạch bệnh, mô hình công nghệ cao trong sản xuất giống và bảo quản khoai tây, v.v. đã được triển khai và đem lại hiệu quả. Trong số này, đáng chú ý là công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng nông sản bằng màng bao gói khí quyển, biến đổi MAP. Thử nghiệm ban đầu cho thấy công nghệ này đã giúp thời gian bảo quản 5 tấn vải thiều lục ngạn lên đến 30 ngày, màu sắc chất lượng quả vải vẫn đạt chất lượng tới 98%. Công nghệ đơn giản này đã mở ra hướng đi mới trong bảo quản nông sản ngắn ngày của Việt Nam để có thể xuất khẩu đi tất cả các nước trên thế giới với giá thành rẻ. Cũng tại hội nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 5 hiệp hội của tỉnh.